Mình xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Và cứ mỗi một lần đến với Khẩu Vị Ngôi Sao 17:50 chủ nhật hàng tuần trên HTV7, chúng ta sẽ có những món ăn ngon, biết thêm nhiều những bí quyết nấu ăn, những câu chuyện vui và cả những khách mời thú vị. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương và nhớ lịch hẹn của chúng ta mỗi tuần. Phòng khách đã gọn gàng, căn bếp cũng đã vô cùng tươm tất. Chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Hãy cùng với Tuyên Tăng chào đón vị khách mời nữ ca sĩ Tia. Xin chào. Cốc 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 cốc. Xin được giới thiệu người dẫn chương trình Ngọc Tiên. Em chào chị. Chào Tuyên Tăng. Dạ chào chị Ngọc Tiên. Có nghe ai đó kêu kêu mình mà không biết là ai kêu nữa. Dạ là Tuyên Tăng và căn bếp Khẩu Vị Ngôi Sao đang chào mời chị Ngọc Tiên đến với chương trình này. Chào đón chị. Ngọc Tiên xin được chào Tuyên Tăng. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chị thấy bếp nhà mình sao chị? À, bếp nhà mình chưa có đồ ăn em. Dạ đúng rồi, chưa có đồ ăn. Nhưng mà chị có thấy cái gì đặc biệt ở trong căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao không? À, bếp của mình trống trơn rồi em. Dạ đúng rồi, nó không có đồ ăn nhưng nó trống trơn. Nhưng mà chị để ý á, là tới hai khu vực chế biến lận. Đó, à, có nghĩa là ngày hôm nay mình sẽ được thưởng thức đến tận hai món ăn hai đứa mình nấu đúng không? Dạ, chắc chắn là không phải hai đứa mình rồi. Hôm nay hai món ăn này được nấu bởi hai người bạn nữa đồng hành cùng với chị Ngọc Tiên. Nhưng mà trước khi chúng ta cùng nhau gặp gỡ người bạn đó thì em xin mời chị sẽ đặt hàng căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao hai món ăn mà chị thèm khát được thưởng thức nhất trong chương trình ngày hôm nay. Ở đây có viết nè, ở đây có phiếu là chị có thể đặt chị hàng. Chị ghi vô chổng hả? Phải làm khó người ta những cái món thiệt là khó. Cao lương mỹ vị. Rồi ghi đi. Ghi đây. Rồi giữ bí mật cho tới cuối nha. Ủa giữ bí mật luôn. Và bây giờ cái phần quan trọng là đây, chúng ta sẽ cùng chào đón và chờ đợi xem hai người sẽ nhận hai cái bảng đặt hàng đồ ăn này đến từ chị Ngọc Tiên sẽ là hai nhân vật nào đây. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón hai bạn, đó chính là Minh Quốc và Minh Phong. Ồ, xin chào. Đến với Khẩu Vị Ngôi Sao và chúng ta sẽ cùng ngồi xuống để làm quen với nhau nha. Chào các bạn. Chào chị. Dạ, chào chị. À, đây mới là MC. Dạ, đầu tiên là sẽ cho Tuyền hỏi bạn nào là Minh Quốc, bạn nào là Minh Phong ha. À, mình là Minh Quốc. Ok, bây giờ Minh Quốc sẽ giới thiệu về mình cho Tuyền Tăng, chị Ngọc Tiên cùng với tất cả quý vị khán giả cùng biết nha. Dạ, lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào đến chị Ngọc Tiên, gửi lời chào đến MC xinh đẹp Tuyền Tăng và tất cả các khán giả đang xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ạ. Thực ra thì em rất là thích cái phong cách của cái chương trình này bởi vì em thích nấu ăn. Công việc của em á, hiện nay cũng đang là người dẫn chương trình. Đó là lý do tại sao mà em thần tượng chị Ngọc Tiên và em phải quay cái số của chị. Định ganh tị rồi mà tự nghe thần tượng cái mình kìm lại. Giảm lại. Sẽ có hai người bạn nữa. Hai người bạn này cũng chính là những người rất là hâm mộ chặng đường âm nhạc của anh Khương Huy Vũ. Và các bạn đã lặn lội tới đây để có thể nấu cho anh ăn những cái món ngon mà anh đã đặt hàng trong chương trình. Và bây giờ thì chào đón hai người chơi của chúng ta, đó chính là bạn Mai Mai và Hải Chi. Xin chào. Trời ơi, dễ thương quá. Xin chào hai bạn. Chào anh. Xin chào hai bạn, mời hai bạn chúng ta cùng ngồi xuống phòng khách của Khẩu Vị Ngôi Sao nha. Hồi nãy nha, mình là cô gái độc nhất ở đây thì mình còn cảm thấy tự tin. Bây giờ hai cô gái năng động khác cũng đã xuất hiện, mình cảm thấy mình hơi lép vế chút xíu. Thôi nhường sân lại cho hai bạn giới thiệu về mình nhé. Xin mời hai bạn. Em tên là Hải Chi, em là giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non, như vậy là nấu nướng thì bạn có tự tin vào cái kỹ năng của mình hay không? Đối với em chỉ cần nhìn là học được. Bạn này rất tự tin thưa quý vị. Còn người bạn còn lại thì sao? Xin mời bạn giới thiệu về mình. Mình là Mai Mai, hiện tại mình là biên tập viên. Hàng ngày thì mình cũng thường tự nấu những cái bữa ăn, nhất là ăn sáng và ăn tối cho mình, còn trưa thì ăn ở công ty. Nên là kinh nghiệm nấu nướng của mình thì không có được như những đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mà cũng có thể là dùng được trong các dịp tiệc hoặc là trong gia đình. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của bạn ha. Còn bây giờ thì em sẽ là người bật mí. Hai chàng trai đang khao khát được xuất hiện tại căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao là ai? Đó chính là bạn Hoàng Đô và bạn Thiện Long. Xin mời. Ê em, tươi em. Quên, tập trung.
xin chào hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Mình là Tiền Tăng và đây là người mà hai bạn rất là khao khát được gặp hôm nay, thần tượng của các bạn, nữ ca sĩ Ngọc Kayla. Và bây giờ thì chắc là sẽ nhờ hai bạn sẽ lần lượt giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Xin chào quý vị khán giả, mình là Hoàng Đô, công việc hiện tại của mình là diễn viên. Có biết nấu ăn không? Dạ biết. Nấu ăn có thường xuyên không? Dạ cũng không thường xuyên lắm, nhưng mà một lần nấu ăn là phải ra trò. Ngày xưa thì em cũng thích nấu ăn lắm, em được mẹ chỉ. Xong rồi sau này khi mà mình biết nấu rồi thì mình sẽ nấu theo khẩu vị của mình. Nói chung là cũng có thâm niên nhiều năm nấu ăn, một đối thủ đáng gờm đây nha. Và xin mời Thiện Long sẽ chia sẻ về mình với tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là thần tượng Ngọc Kayla. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Thiện Long, mình là bác sĩ thú y. Thì ngoài ra công việc bác sĩ thú y thì mình còn là một rapper nữa. Rap thử một đoạn được không ta? Đúng rồi. Ok, em sẽ suy nghĩ ngắn. Người ta gọi mình là Joki. Đến đây không lo chi, tiến xa mà không cần chiến mã, họ gọi tôi là Trương Vô Kỵ. Wow, hay ha. Tại sao bạn lại chọn đến với chương trình này để mà thử thách mình trong nấu nướng? Ở nhà từ nhỏ tới lớn thì em luôn là người phụ bếp ở nhà với mẹ. Thì khi mà em biết tới chương trình này á, em rất là muốn tự ra một ngày nào đó mình không đứng ở bên mẹ thì mình sẽ làm như thế nào. Xin được chào đón sự xuất hiện của hai người bạn Giang Võ và Gia Hữu. Xin mời. Xin chào hai bạn. Hello hai bạn ơi. Xin phép được mời hai bạn sẽ lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Ai trước nè? Dạ em trước ạ. Em tên là Giang Võ. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2. Bên cạnh đó thì em có tham gia nghệ thuật với vai trò là một người mẫu ạ. Hợp lý. Rồi mình có thể giới thiệu thêm chút xíu cái kỹ năng nấu nướng của mình, ví dụ những cái món tủ của mình là gì chẳng hạn? Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì những món ăn của em chủ yếu thường là những cái món liên quan về cá. Nói chung là những cái món liên quan đến cá là bạn sẽ có cái kỹ năng sơ chế để mà mình ra được cái món ăn nóng sốt và ngon nhất, đúng không nào? Dạ đúng. Một rồi. Đối thủ đáng gờm nha. Còn Gia Hữu thì sao nè? Em tên là Gia Hữu, em đang là giám sát công trình của một công ty ở Thủ Đức. Còn về nấu nướng thì sao? Em thì ngược lại với bạn. Bạn ở dưới biển thì em lại ở Đắk Lắk, em ở trên núi. Chị Gia Lai nè. Gia Lai. Cơ bản thì em chuyên nấu vào những cái món về thịt động vật. Mỗi người xuất hiện trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những cái kỹ năng, có những cái lợi thế riêng. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình không có biết là Chia đang đặt hàng cái món nào trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Đó, cho nên là đây là cái mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Và bây giờ, tất cả các bạn đã sẵn sàng để khám phá khẩu vị của Chia chưa nào? Dạ, sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thử thách đầu tiên của chương trình. Đây, ở trên màn hình của chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 ẩn số. Cứ mỗi một ẩn số như vậy sẽ tương ứng với một thử thách từ chương trình. Vượt qua được thử thách đó, ai giành chiến thắng sẽ nhận được 1 điểm. Wow. Và cứ như thế trải qua hết tất cả các ẩn số thì cũng là 5 dữ kiện tiên sẽ được bật mí ra cho hai người chơi. Trong mỗi một ẩn số đó sẽ có một ẩn số duy nhất có chứa huy hiệu thần bếp. Và nếu như bạn là người mở được ẩn số có chứa huy hiệu thần bếp thì bạn sẽ nhận được đặc quyền. Đặc quyền đó có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, bạn sẽ được kế bỏ một cái thử thách mà mình phải gánh chịu trong phần 2, đó là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Hoặc lựa chọn thứ hai, đó là bạn có quyền nhờ vả anh Khương Huy Vũ hoặc là Tuyền Tăng hỗ trợ các bước sơ chế trong phần nấu ăn của bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số đầu tiên. Xin mời. Lại là một câu hỏi đến từ chương trình. Bộ phận nào của tôm chứa nhiều ký sinh trùng? A. Chỉ đen trên lưng. B. Đầu. C. Vỏ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Như vậy là bạn Hoàng Đô, bạn chọn là phương án A, chỉ đen trên lưng. Tại sao bạn lại ghi thêm có cái chữ đó? Tại vì cái đáp án B là đầu tôm. Anh muốn trong ghi... khoảng trống này thấy bơ vơ quá, tôi ghi thêm chữ đầu mà ghi không kịp. Nhưng mà thôi để mối này đi ha, cho đỡ bị hiểu lầm. Chà, chữ B cũng lạ ha. Và đó chính là đầu tôm, phương án B. Xin được chúc mừng Thiện Long.
Theo nghiên cứu, chúng ta không nên ăn đầu tôm vì bộ phận này chứa nhiều ký sinh trùng, kim loại nặng và chất thải của đường tiêu hóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Đây là thử thách ưu tiên dành cho hai người chơi của chúng ta. Hai người sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau. Nếu mà ai chớp mắt trước hoặc cười trước thì người đó sẽ là người thua. Người còn lại sẽ giành ưu tiên lật được một ô số. 3, 2, 1, bắt đầu. Chết rồi, sao kêu tôi làm trọng tài cái trò này chi vậy trời. Quan sát gần tôi bủng rủng cả tay chân. À, bên này chớp mắt chưa? Một lần nữa xin được chúc mừng chiến thắng đã thuộc về Gia Hữu. Yeah. Thôi, không sao. Không sao hết, vẫn còn nhiều cơ hội. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại phòng khách để khám phá thông tin tiếp theo. Xin mời. Bánh quê ngoại, xin mời. Bánh bèo đó. À, thì không biết là bánh bèo quê ngoại của Tia sẽ là cái loại nào. Trời, đã lắm luôn á. Đó là thịt heo bằm ra trộn với bột tôm, xong rồi làm nước sệt. Thì là sệt xong rồi chỉ có ăn với cái nước đó thôi, chứ không có cần nước mắm. Nó ngon mà kiểu hiểu không? Cho Tuyền hỏi chút xíu là quê ngoại của Tia là ở đâu? Ở Quảng Ngãi. À, ở Quảng Nhưng Ngãi. Mà cái nước chấm bánh bèo á, thường Tia nghĩ là được sinh ra từ Huế. Bánh bèo thì là cái phong cách của miền Trung đúng không nào? Cái nước chấm thì là độc quyền. Đúng rồi. Của bà ngoại. Vậy nó thì gọi các là thể nước sốt chứ không phải là nước chấm. Đây sẽ là thử thách đối kháng, hai bạn sẽ bước vào chiến tuyến đối đầu nhau. Và đây là thử thách đối kháng dành cho Mai Mai và Hải Chi. Mỗi bạn sẽ nhận được 15 cái ly nhựa, một chậu nước. Và ở bên trên chậu nước này thì ban tổ chức của chúng tôi đã đặt một chiếc đĩa để tạo mặt phẳng cho các bạn, giảm độ khó của trò chơi này chút xíu. Và nhiệm vụ của các bạn đó là sẽ lần lượt tạo thành một tháp ly. Một ly đặt ở phía dưới, ly đối nghịch lại như thế này, càng cao càng tốt, cho đến khi một trong hai bạn không giữ được thăng bằng cho cái tháp đổ thì bạn đó sẽ là bạn thua cuộc. Nghiễm nhiên người còn lại sẽ nhận được điểm cộng và mở dự kiện cuối cùng. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, thử thách bắt đầu. Cố lên, cố lên. Thật là cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng thôi. Chưa xin vô, xin vô. Yeah. Lưu ý là độ tay rung. Chưa bao giờ mà trong các thử thách từ ưu tiên cho đến đối kháng mà chúng tôi lại diễn ra vô cùng nhanh gọn đến như vậy. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì người thắng cuộc vẫn chính là Mai Mai. Chúc mừng em. Yeah. Quá giỏi. Trải qua các thử thách ở phần đầu tiên của chương trình khám phá khẩu vị ngôi sao, xin được chúc mừng người giành thắng cuộc đó chính là bạn Minh Quốc. Bây giờ xin mời chị Ngọc Tiên sẽ khoe hai món ăn mà mình đã đặt hàng ở căn bếp của khẩu vị ngôi sao. Đây, đây chúng ta có món bún bò và bánh xèo. Bây giờ thì với vị trí của người chiến thắng đó chính là Minh Quốc thì bạn sẽ có cơ hội được chọn món mà mình sẽ trổ tài ngày hôm nay. Em chưa từng nấu một cái món nước cho một người ngoài để ăn thì chắc là em... Trời ơi, vậy là làm bánh xèo rồi đó hả? Dạ. Ồ. Em từng làm rồi. Ồ. Dạ. Mà thất bại rồi cho nên em chọn bún bò chị. Anh cảm ơn em. Và bây giờ người thắng cuộc sẽ tiếp tục được chọn gian bếp. À, đây, đối diện Tiền Tăng mình gọi là bếp bên trái nha. Còn ở phía ngoài cùng mình gọi là bếp bên phải. Trái. Trái, à, chính là căn bếp đối diện Tuyền Tăng đây. À, thôi khỏi hỏi ha, hay là muốn hỏi cho có lệ? Thôi được rồi. À, thôi, vậy thì chúng ta cùng đến với căn bếp của khẩu vị ngôi sao. Xin mời tất cả quý vị khán giả. Khẩu vị ngôi sao. Và không biết là quý vị cảm thấy chắc chắn là Tiền Tăng và Ngọc Tiên thì khá là bình thường, dễ thương, đáng yêu. Riêng hai người chơi còn lại thì đang khá vật vã, bởi vì người chơi Minh Quốc của chúng ta đang đội trên đầu chiếc nón bảo hiểm 3/4. Tuy nhiên ở trên đó còn có 3 quả
bóng bàn. Và nhiệm vụ của anh đó là xuyên suốt cái phần nấu ăn của mình phải giữ làm sao cho không được để quả bóng nào rơi xuống. Ủa anh bị gì mấy tay anh vậy hả? À, ở đây là anh Minh Phong của chúng ta, mỗi tay là đang bị kìm hãm lại bởi những cái chiếc ly. Và trong chiếc ly này, mỗi một chiếc ly là có 3 quả bóng bàn nữa. Và anh phải giữ nguyên cái tư thế, giữ hết tất cả những cái quả bóng bàn này trong quá trình nấu ăn của mình, không được để quả bóng nào rơi ra. Cả hai bạn của chúng ta đều đã nhận được nguyên liệu ở khu vực bếp của mình. Nhưng mà nếu như các bạn quan sát kỹ một chút xíu thì sẽ thấy còn thiếu thiếu đúng không? Mai Mai thấy thiếu gì? Bánh chén. Còn Hải Chi, món mình tên gì? Bún đậu mắm tôm. Vậy thì ở đây có đậu chưa? Dạ có. Có mắm chưa? Rồi. Bún đâu? Đó là thiếu bún. Một bên thì thiếu bún, một bên thì thiếu bánh tráng trộn. Mọi người sẽ mang bún và bánh tráng trộn đó đến cho hai bạn. Đó chính là ngôi sao của chúng ta ngày hôm nay, anh Khư Huy Vũ. Anh đi mua hả? Dạ không, không cần đi mua. Anh chỉ cần ở đây vượt qua các thử thách của chương trình là anh có thể mang nguyên liệu đó đến cho các bạn. Rồi, bây giờ thì Tuyền Tăng xin phép được mời Hải Chi và Mai Mai, mỗi bạn sẽ bắt đầu sơ chế những cái nguyên liệu cơ bản trước. Còn Tuyền Tăng và anh Khư Huy Vũ sẽ cùng di chuyển đến khu vực thực hiện thử thách để nhanh chóng mang nguyên liệu về cho các bạn. Đi thôi, đi đi đi, các bạn tập trung làm đi, tập trung làm đi nha. Anh ơi, đây chính là khu vực thử thách dành cho anh. Mình sẽ có tổng cộng 2 thử thách, vượt qua 1 thử thách lấy được 1 nguyên liệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên. Với thử thách này thì anh Khư Huy Vũ sẽ phải tháo giày của mình ra và đặt đôi chân trần của mình vào một cái chiếc phao ở bên trong đã được ban tổ chức chuẩn bị nước cực lạnh. Mình sẽ cầm cái rổ có rất là nhiều những cái phi tiêu ban tổ chức là có chuẩn bị, vừa đứng trong thao vừa phóng phi tiêu làm sao để cho bể hết những quả bong bóng đang được treo ở trên dây đằng kia. Bể hết càng nhanh thì có nguyên liệu càng sớm mình đưa bạn, bạn hoàn thành món ăn đơn cho giản, mình thưởng thức. Wow. Ôi, nước đá hả? Trời ơi, chân đỏ lên luôn kìa. Rồi vô luôn, nhanh lên, thời gian có hạn, bắt đầu. Ấy da, sao khó vậy? Trời ơi, coi chừng nghe nhạc của em nha. Tuyệt vời. Lạnh thiệt á, lạnh quá. Ấy da, hay quá. Ui, giỏi quá. Cố lên. Hay quá. Ôi, quán nhịp ơi. Ui da. Không sao. Không phải vì sao nó lạnh cái chừng quá, nó mất bờ tập trung nè. Hay quá. Hết mới được ra hả? Lạnh quá. Cố lên. Lạnh chừng quá. Hay quá. Bách trúng nha. Dạ, lạnh quá. Bên đây. Hay quá. Một cái thôi. Chỉ một cái thôi. Ba cái luôn, cái lục nè. Đó. Ba cái một lục luôn. Ba cái nó sẽ dễ hơn. Trời ơi. 1, 2, 3. Vô. 1, 2, 3. Vô. Yeah. Rồi, bây giờ bước chân ra. Thử thách của chúng ta rất là đơn giản, có tên là thổi nến. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 cái nến. Và nhiệm vụ của Gia là thổi hết nến này là xong. Ôi, cái này chúng ta sẽ phải thổi nến qua một cái lớp màng đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Cứ thổi lần lượt. Ok, sẵn sàng chưa? Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Ủa sao vậy? Không có gì làm khó được Tia. Một hơi nữa, ba cái. Trời ơi, một chút xíu nữa, ráng lên em. Trời ơi, thử thách này quá là dễ luôn. Gian cái. Yeah. Mà mình xin hát bằng tiếng Nhật à. Wow. Hay quá. Koko kara ni hanaretai. Sabishiku te mo kuyashiku te mo kimi wa iru toko yukitai. Tất cả quý vị khán giả đang cùng quay trở lại với căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chúng ta đang đến với phần 2 của chương trình, đó chính là chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Đó, hai nhân vật của chúng ta đã trải qua rất nhiều các thử thách, để rồi ngay bây giờ đây đã mang đến 2 món ăn cho chị Ngọc Tiên. Rất là đẹp mắt, nhìn vô là mình chỉ muốn ăn liền thôi. Vậy thì ăn luôn không? Cái mùi bún bò nó ngào ngạt lên đây nè. Rồi cái mùi mà đậu ở bên này nè cũng ngào ngạt lên. Cái miếng nó vàng, nó đẹp, đều như rồi. Vậy thì ăn liền thôi chị.
nhau vô. Rồi bây giờ chọn món nào trước? Mình ăn bún bò trước ha. Dạ đúng rồi, em mời chị. Dạ xin mời đầu bếp, chúng ta có thể giúp cho tất cả mọi người chúng ta cùng thử món bún bò. Dạ nhưng mà quan trọng đây là cho chị Ngọc Tiên thử trước. Rồi hôm nay khi mà đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao nè, bên cạnh là món ăn tặng cho chị Ngọc Tiên thì anh Minh Quốc có điều gì muốn chia sẻ đến cái cơ hội gặp gỡ này cùng với chị Tiên không? Rất là cảm ơn chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đã cho mình có cái cơ hội, là thứ nhất là mình sẽ nấu được những cái món ăn mà ít khi nấu, cái thứ hai nữa là mình sẽ nấu được cho ngôi sao mà mình thần tượng, thì đó là chị Ngọc Tiên. Dạ em hy vọng rằng chị ăn vô thì chị sẽ thấy rằng trong đó ngoài những cái nêm nếm gia vị thì nó sẽ còn vài cái gia vị khác nữa, ví dụ như là tình cảm nè. Oh. Dạ ví dụ tình như là sự ngưỡng mộ nè. Dạ em có bỏ một ít vào đó nữa. Dạ cảm ơn Minh Quốc. Nói chung là mình không có nhiều thời gian trong chương trình mà mình có thể làm được một cái tô bún bò mà cái vị á nó thấm vô trong cả thịt và cả bún luôn á. Cay cay là tiên khoái rồi. Dạ. Rồi có cái mùi mắm ruốc Huế. Mắm ruốc Huế. Đúng rồi. Nó làm cho đậm đà hơn, thôi hấp dẫn lắm. Vui quá, ta thích ăn cay. Đúng rồi, chính xác. Rất ngon. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ xin mời đầu bếp Thiện Long, chúng ta sẽ phục vụ món bò nướng. Bạn có thể chia sẻ một chút xíu là trong bò này bạn ướp những cái gì không? Trong bò này thì em dùng dầu hào. Chị muốn em đút chị không? Chấm miếng tương ớt đỏ. À, ok, tương ớt đỏ đúng không? Xíu, okay. Bình tĩnh nhẹ nhàng, em biết nó ngon mà, bình tĩnh nhẹ nhàng. Cay. Mặn quá. Khó ăn quá. Ngon mỏi, ngon quá. Trời. Và nhân vật chính của mình ơi, cái sự khó khăn nó sẽ nằm về Ngọc Kayla, đó là chị chỉ được chọn duy nhất một món ăn thắng cuộc của tuần này. Không, thật sự thì đối với Ngọc á, hai món này rất là ngon và thấy hai bạn rất là nhiệt tình cũng như là tâm huyết với cái món của mình á. Thôi Ngọc chọn món này. Món ăn thắng cuộc đã thuộc về món bò nướng của bạn Thiện Long. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng Thiện Long và cũng cảm ơn bạn Hoàng Đô rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với phòng khách của chương trình để nhận thưởng thôi. Đi nào. Cố cảm nhận một chương trình rất là tuyệt vời. Mong rằng càng ngày chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ được quý vị yêu thương nhiều hơn nữa, đón nhận nhiều hơn nữa để có rất là nhiều những số tiếp theo đặc biệt hơn, mang tất cả những cái gì vui nhất, hạnh phúc nhất đến tất cả mọi người. Dạ, hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn cân bằng dinh dưỡng của mình cũng như là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Và cũng xin chúc cho hai bạn đây sẽ luôn luôn giữ được nhiệt huyết đối với các món ăn. Đúng rồi, là một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và cũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến với tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Khẩu Vị Ngôi Sao. Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.